Chung kết thế giới TFT mùa 10 đã chính thức khép lại và ngôi vị nhà vô địch đã thuộc về anh chàng Milala. Ở ngày thi đấu hôm nay, phải công nhận Milala đã có phong độ cực kỳ cao khi liên tiếp vào top. Anh đạt được tổng cộng 2 trận top 2, 2 trận top 1 và chỉ duy nhất một game đấu phải out top khi dừng lại ở top 5. Điều đó đã giúp anh đánh bại các tuyển thủ còn lại và giành chiến thắng chung cuộc với số điểm áp đảo, từ đó giành lấy ngôi vị quán quân. Nào, giờ thì không dài dòng nữa, hãy cùng xem cách Milala đã xuất sắc đạt được top 1 ở game đấu cuối và giành lấy danh hiệu cao quý nhất như thế nào nhé. Ván đấu này dự định sẽ cực kỳ gay cấn khi cánh cổng được chọn khiến tất cả các lõi trong game thuộc bậc kim cương. Đến với vòng chọn lõi đầu tiên, Milala lấy về thứ 6 kỳ quái, nhận một tam hợp kiếm và thêm một cái nữa sau 5 vòng đấu với người chơi. Kasante siêu sao có mặt ở cửa hàng cũng được anh bắt vào và kích 3 hớt steel từ sớm. Đối thủ vòng này là nhà Sake, ông này đã có đôi Gna kích hoạt song sinh ma quái nên là khá khỏe, chỉ hạ gục được Vi, sau đó Milala có ngay trận thua 2 chess. Koki và Kasante có vẻ cống hiến khi tự xuất hiện thêm ở cửa hàng. Milala thay luôn gã phi công già vào đép máu. Nhưng round này gặp phải Scipius, lượng trang bị của họ quá dồi dào khi có găng tinh xảo từ lõi. Evelyn lại cầm đồ đẹp và dễ dàng gặt từng chest của Milala. Yone cũng xuất hiện ngay sau đó, giờ chỉ thiếu mỗi Afe để Milala kích hớt steel lên mốc 5. Vòng này anh gặp Ice cũng lấy cho mình găng tinh xảo. Cái tên thì nghe lạnh lùng, nhưng round này Ice lại dùng nhiệt lượng từ chiếc giáp lửa ánh sáng trên người Kasante và thiêu rụi đội hình Milala. Đến vòng chợ, được ra đầu tiên nên Milala húp vội cái kiếm. Về đến nhà, cẩn thận check lobby và quyết định bán luôn Koki để tích lợi tức. Sau đó gặp phải Taro với chiếc lõi tín đồ mua sắm có vẻ là chưa được dùng. Bài của họ là cực kỳ yếu, khiến Milala buộc phải win ở round này. Dù vậy, anh vẫn tự tin nâng tầm cuộc chơi trước khi bước vào 2.6. May mắn có nốt Afe cho vào sân, kích mốc 5 hớt steel. Round này đối thủ là Rilic đang đép bằng Kai'Sa. Với hai đồ mana trên người, ai nữ hư không tung chiêu bay nhảy liên tục, cuối cùng áp đảo bằng chiến thắng 4 chess. Round quái, bầy đá mang về hai giọt nước mắt kèm một mảnh gậy. Tầm này Milala vẫn chưa có dự định tối ưu bất kỳ trang bị nào vì anh cần thua để tích hũ. Gặp lại Sake, bài đấu của họ dù chỉ kích song sinh cho Vex, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ mớm ngay cho Milala một thất bại nguyên sàn vào mồm, khiến anh bay mất 11 máu. Đến vòng trò lõi thứ hai, đúng là buồn ngủ thì gặp chiếu manh. Đang muốn đánh chuỗi thua thì game lại mang đến cho Milala chiếc lõi khổng lồ tí hon, giúp linh thú hồi máu và nhận vàng sau mỗi giao tranh. Có lõi này rồi thì Milala cứ việc tự tin mà nối hũ. Tầm này thực sự mà nói, nếu không có nhà nào đứng ra đòn cái chuỗi của Milala thì anh xin nhẹ một vị trí trong top. Sau đó chạm mặt Riyue, chắc chắn sẽ là một thất bại nguyên sàn cho Milala khi nhà bên kia đang đép khá khỏe với các đồng quê, lại còn có Z từ sớm. Tiếp đó đối đầu với Scipius đang sử dụng Kale Carry. Với lượng đồ này, cô nàng quạt tung nóc nhà hớt steel và xin nhẹ của Milala 11 máu. Vòng đi chợ, được ra đầu tiên nên anh nhặt về mảnh cung. Về đến nhà, Milala nổ luôn cái hũ. Phần thưởng cực kỳ chất lượng khi trong đó có tận 2 cái sẻng vàng. Milala bắt vội Mordekaiser siêu sao vào làm tanker. Lượng đồ được tối ưu và để cho Miss Fortune cầm tạm. Round này gặp phải Ice cũng đã lên 7. Morder câu kéo thời gian là tốt, tạo giáp ảo hứng chịu sát thương. Các AD đằng sau thì chỉ việc bắn. Cuối cùng quét sạch, hạ gục nốt Katlin. Tầm này Milala đang có lợi thế cực lớn là auto so với những nhà còn lại. Nhưng round này gặp phải Taro là không hề dễ chơi. Nico siêu lì lợm với lượng đồ tanh chuẩn sách giáo khoa, khiến dàn AD của Milala bắn gãy tay vẫn không thể xuyên thủng. Seraphine, Lulu phía sau được thoải mái spam chiêu, không mất nhiều thời gian đã quét sạch toàn bộ, khiến Milala lại có một thất bại đáng tiếc. Đến rào sói, chúng rơi ra hai mảnh gậy kèm một kiếm BF. Lượng trang bị này là không quá đẹp vì Milala đã có quá nhiều đồ công. Thứ anh đang thiếu chính là những mảnh đồ phòng thủ để bổ sung cho dàn tanh. Sang 4.1, vẫn là đội hình đấy, anh gặp lại Sake. Đội hình song sinh tầm giữa game thì vẫn áp đảo với số lượng chỉ số cộng thêm tương đối. Samira của Sake lại còn được trang bị 2 tam luyện kiếm cùng cuồng cung nên khả năng dọn sàn là vô cùng nhanh chóng. Morder đứng trước mặt bị Samira sấy không chớp phát nào, phần còn lại thì đều là thiếu nhi nên cũng chỉ vài bắn là mất dạng. Vòng trò lõi cuối cùng đã tới. Vì hiện tại Milala đang có cực nhiều mảnh đồ nhưng lại thiếu đi các mảnh trang bị tanh. Do đó anh có một quyết định đánh cược vào nhân phẩm ở pha này và chọn về quà rèn bất ngờ. Nâng cấp này sẽ biến toàn bộ trang bị hoàn chỉnh thành các tạo tác ngẫu nhiên. Và khá may mắn cho anh là các tạo tác rơi ra khá ổn nếu không muốn nói là quá đẹp. Hầu như chúng đều dùng được với đội hình anh đang hướng tới. Katlin siêu sao được bắt về để cầm đồ. Round này gặp phải nhà Relic. Với hai cái kính nhắm trên người, Katlin là quá khỏe. Chỉ cần một chiêu cô đã dọn luôn dàn sau, mang về chiến thắng áp đảo. Round tiếp theo, Milala lại có thêm một kính nhắm nữa.
Tầm này thì game đấu có vẻ đang hỗ trợ Milala cực kỳ nhiệt tình. Từ việc nổ hũ đến việc ra lõi, hầu như đều có lợi cho anh. Với đội hình hiện tại, có thể nói là Milala không thể thua được nữa. Round này chạm mặt Scipius. Vừa vào combat, Kale đã ăn một bắn từ Katlin trắng cây máu. Thế này thì đánh đấm gì nữa? Kết quả là rõ ràng với thắng lợi nghiêng về Milala. Vòng đi chợ, húp luôn Kiana ở trước mặt. Tạo tác được ghép ra lần này là gương lửa gạt. Vẫn là khá ổn khi giúp đội hình có thêm một tanker. Nhưng pha này Milala hơi lỗi khi ghép đủ muộn và chưa dùng được gương. Nhà đối diện là Degree với bộ cờ Kale Riron. Đã lên 3 sao nên sức mạnh của cô nàng là không thể xem thường. May mà có mùa đông vĩnh cửu, phần nào counter các vị tướng đánh tay nên Kale không thể bùng hết sức mạnh. Cuối cùng rơi vào tầm ngắm của Katlin và bị tiễn lên bảng. 4.6 chạm mặt Riyue với đội hình Z-Flex AD quen thuộc. Sức mạnh của chúng đã được chứng minh qua rất nhiều trận đấu, nhưng hiện tại, gặp phải chân mệnh thiên tử Milala thì vẫn chưa biết ai hơn ai. Tạm thời, Z và Ezreal đang bị băng trượng counter, khiến tốc độ ra đòn chậm đi đáng kể. Katlin phía sau tiếp tục giữ nhiệm vụ bắn tỉa cả sàn. Lúc này, Z đã luồn lách ra được tuyến sau, đồng đội nằm xuống hết rồi, nhưng hắn vẫn rất lì lợm với lượng hồi phục trên người. Hạ gục Katlin, tiếp đó là Poppy và cuối cùng làm gỏi luôn Kai'Sa với Mid Fortune. Z một mình cần hết. Đến rau chim biến dị, chúng rơi ra lẻ mất một đồ, khiến Milala chỉ tối ưu thêm được một mùa đông vĩnh cửu nữa. Đồ đạc cỡ này thì mấy nhà đánh AD gặp Milala chỉ biết khóc. Vừa nói xong thì Ice với đội hình Ezreal sẽ là đối thủ tiếp theo. Tận 3 cái băng trượng thì muốn né cũng hơi khó. Dàn AD của Ice liên tục bị dính hiệu ứng bất lợi, khiến chúng mất thêm thời gian để ra chiêu. Trong lúc đó thì Katlin thoải mái mà chơi game, bắn tỉa từng chen một. Cú thanh trừng của Lucian cũng là chưa đủ, Katlin vẫn sống, hạ gục Poppy và giành thắng lợi. Cửa hàng mang đến Yorick cho Milala, thay luôn quân cờ bậc 5 này vào sân. Tái đấu với Sake, người mà Milala đã để thua mọi lần gặp mặt trước đó. Lần này thì cũng chưa biết chiến thắng sẽ nghiêng về ai, vì Convex của họ trông cực kỳ gớm. Vừa vào nó đã thổi bay đi mục tiêu trước mặt, băng trượng cũng không có tác dụng quá nhiều ở round này. Vex tiếp tục càn quét, cứ một chiêu là bốc hơi một cháu. Cuối cùng Katlin cũng không tránh khỏi và nằm xuống theo các đồng minh. Vòng tiếp theo, tỷ lệ của Milala ảo thế nhỉ? Lại có thêm Yorick và cả Illaoi xuất hiện từ cửa hàng. Vòng này chạm trán với Taro cùng bộ cờ Arisena. Mặc dù có khá nhiều mục tiêu trên sân để phần nào chống đỡ trước các chiêu thức từ nhà Taro, nhưng tốc độ clear sàn của họ là quá nhanh. Các tanker đều đã nằm xuống trong thoáng chốc, để lại Katlin mỏng manh sắp trở thành mục tiêu kế tiếp. Cô vẫn kịp kéo theo Ari nhưng sau đó vẫn bị hạ gục. Thất bại này khiến Milala chỉ còn 9 máu. Phải công nhận là lobby này cũng quái vật không kém. Dù bài Milala không để nỗi quá xấu nhưng vẫn liên tiếp ăn 2 trận thua. Tầm này nâng cấp gián tanh chính là điều quan trọng nhất nếu Milala muốn vào top. Giáp vai được nhặt về, biến thành cái gương nữa. Milala sau đó áp thẳng lên 9 và roll với số tiền còn lại. May mắn cho anh khi vừa đủ tiền để áp Kiana 2. Round này đối thủ là Riyue. Bộ cờ đánh tay này mà gặp 3 cái băng trượng thì khác gì con gặp bố đâu. Milala áp đảo hoàn toàn và không cho Riyue có cơ hội chống trả. Đấm xương xương nguyên sàn và tiễn luôn đối thủ này ra khỏi cuộc chơi. Bước qua 6.1, rau quái trước đó mang về cho Milala bố tiến công. Yorick lúc này cũng đã lên 2 sao và được lắp cho trang bị này. Đối thủ gặp phải là Degree với bộ cờ Kale. Mordor đã lên 3 và tỏ ra châu lì nhưng có vẻ vẫn không giúp ích được quá nhiều. Nhưng phát bắn từ Katlin vẫn tìm ra được hàng sau. Karthus cố gắng du lên khúc cầu hồn để làm mềm nhưng lúc này Kale đang dính phải ứng từ băng trượng nên vẫn chưa được chơi game. Nhà Degree cuối cùng bị quét sạch, anh cũng dừng cuộc chơi ở vị trí top 5. Game đấu đang đi vào giai đoạn gay cấn. Vòng này Milala gặp lại Taro. Với dàn chống chịu đã được nâng cấp, có vẻ là hơi khó để Ari và Senna xuyên thủng qua được. Cô nàng Holy thì lại còn dính phải pha thanh trừng thẳng mặt, bốc hơi trong giấy lát. Còn Senna dính hiệu ứng nên đành bó tay. Một thắng lợi đơn giản dành cho Milala. Đến thời điểm này Milala đã hoàn toàn áp đảo những nhà còn lại. Round này gặp Ice, nhưng không cần xem đến hết combat cũng có thể đoán được Ice sẽ phải thua trước đội hình với 3 mùa đông vĩnh cửu. Thật sự tạo tác này quá OP khi đối đầu với những đội hình carry bằng tướng đánh tay. Hầu như không còn cách nào để Ice có thể chống trả khi đứng trong tình thế hiện tại. Giờ chỉ còn biết cầu nguyện sao cho thua ít nhất có thể với hy vọng rẽ vào top 2. Đi trở về, Milala lại có thêm một kính nhắm nữa, dành ngay cho Lucian. Illaoi cũng đã lên 2 trước khi bước vào round đầu kế tiếp. Vòng này đối thủ là Sake. Trong lobby thì chắc có mỗi ông này đánh Vex, ít bị băng trượng counter nhất. Nhưng quân số của Milala trên sân là quá nhiều. Cả Vex và Samira đua nhau tung chiêu nhưng vẫn không dọn sàn kịp so với bộ đôi Katlin và Lucian.
Chỉ cần vài lần tung kỹ năng, sàn đấu của Sake đã bị quét sạch và anh chỉ còn lại 3 máu sau khi đối đầu với Milala. Trận chiến kéo dài sang 7.1. Rao quái vừa rồi cho Milala thêm máy nhân bản và đồng hồ. Giờ chỉ còn lại một đối thủ duy nhất là Ice. Combat nổ ra, số lượng chest của cả hai bên là khá nhiều nên nhìn cực kỳ rối mắt. Nhưng chắc chắn một điều là dàn AD của Ice cuối cùng vẫn không thể chống trả khi đứng trước ba cái băng trượng. Katlin với Lucian thì cứ thoải mái mà bắn, sấy xuyên dàn tanh và sau đó là các AD. Áp đảo hoàn toàn từ phía Milala. Sân đấu đã bị dọn sạch và chỉ chút nữa là tiễn luôn Ice ra về. Tới đây thì chắc kết quả cũng đã rõ. Chắc chắn đó sẽ là top 1 thuyết phục từ Milala và giành lấy danh hiệu nhà vô địch ở chung kết thế giới TFT mùa 10. Một kết quả xứng đáng với những gì Milala đã thể hiện trong game đấu này và cả trong ngày hôm nay. Đến đây thì video cũng đã hết. Đừng quên để lại một like, một sub và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo, đặc biệt là về mùa 11 sắp ra mắt trong thời gian tới. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.